có gì nữa. Dạ bạch thầy, con tự thấy con cũng có lỗi, con muốn nói trước thầy với trước lớp học để thầy coi thầy xử giùm con. Bữa hôm đó con ngồi trong thất á, cô Phương có ôm đến một cái thùng báo, cô kêu con ra. Thì ra con thấy cô ôm cái thùng báo á thì con bất ngờ lắm, thì cô Phương có nói là có xin phép với thầy rồi. Thì cổ nghe con nói với thầy là con không có cái tư liệu để viết bài đạo đức á, cần có báo, thành ra là cổ đem xuống cho con một thùng vậy đó. Thì cho con viết, cổ làm con cũng bất ngờ với xúc động lắm. Con vui vẻ với con á là dự định không có viết bài đạo đức nữa, là tại vì bây giờ con lo tu thôi, con ngưng lại rồi. Là cổ nói à, thì cổ cũng muốn là lo tu vậy. Con nói ở trong lớp có con tu dở nhất, hai giờ con không có tính viết nữa. Rồi cô nói, con nói thôi cô đã đi rồi chừng nữa rồi con mượn con viết, thôi giờ cô mang về. Cô Phương có vui vẻ có mang về. Thì lúc đó con chở vô hết, con ngồi thì sao con nhớ là cái hình ảnh của cô Phương á, cô ôm cái thùng báo, con thấy nó nặng quá nặng, cô ôm thệ nại cô đi vậy đó. Thì cái hình ảnh nó làm cho con khó chịu quá, tại vì con cảm thấy con hối hận, đúng ra là cái ý của con sao nó lẹ quá. Thế chi lúc đó là con nhận cái thùng báo đi, rồi thứ hai này con sẽ mang lên để cho cô Phương á có lòng tốt đem cái thùng xuống cho con. Con không nhận, rồi cô Phương mang về. Thì mặc dù là cô Phương rất vui vẻ, nhưng mà con á thì con không có tái vậy, con tự sáng vậy ra. Con ngồi mà cái hình ảnh cô Phương ôm cái thùng báo nặng đi về vậy mà con bức rứt quá trời. Dạ con khó chịu lắm. Ra giờ con nói bữa nay để con lên đó là con bạch với thầy coi thầy xử giùm con chứ là rầy la giùm con chút cho con đỡ khổ. Chứ con mặc dù là cô Phương rất vui, nhưng mà con nghĩ lúc đó nếu con nhận cái thùng báo thì con giữ nó đi, rồi thứ hai con đem lên như vậy thì nó cũng được. Mà tại cái ý con nó nghĩ là không viết bài nữa, thành ra nó thẳng không nhận luôn. Bởi vì thẳng thắn, có nhiều khi thẳng thắn không hay chút nào hết. Dạ đúng rồi, như vậy là con sám hối, con hối hận gì cũng đúng chứ không phải không đâu. Sau này nhờ những cái bài học đó nó sẽ giúp đỡ cho con hơn, dù là mình không làm nhưng mà điều kiện mình thấy cái lòng tốt của người khác muốn giúp đỡ, mình có tài liệu, người ta cũng biết mình có cái khả năng có thể xem xét mình biết được. Bởi vì con có nêu vài câu chuyện ở trong cái về nhân bản nhân quả, những cái sự việc mà con viết ra, hoặc là đạo đức nhân bản con lại viết ra những cái mẫu chuyện cũng khá xúc tích ở trong cái câu chuyện, cho nên cổ cũng thấy có báo chí có những cái đăng những cái bài đó, không biết chừng con sẽ nương vào đó mà viết cái bài nó có lợi ích cho người khác. Cho nên cổ cũng có lòng tốt, tốt là con phải nghĩ rằng cho cổ mà cho những người khác cũng tốt không. Là vậy mà con thì quên, mình cứ nghĩ mình ham tu thôi, mình lo tu thôi, thẳng thật lắm. Nhưng mà sự thật ra thì mình thấy là trước cái tình trạng đó mình nhận như vậy nè, nhận dạ. Cho cô vui, cô có công quá, cô này cô cũng có tốt bụng là do nó mình nhận. Nhưng mà bây giờ mình chưa làm thì mình nói bây giờ con sẽ nhận của cô, con xin cảm ơn cô, xin cảm ơn cô giúp đỡ con có những tài liệu để khi nào mà có cái dịp mà con sẽ trở lại với cái bộ sách đạo đức, thì trong những cái bài báo của cô mà giúp đỡ con đó, nó sẽ có những cái bài mà con sẽ lược lấy ra. Thì những cái bài mà con viết có giá trị á, nó hay, nó thiết thực á, thì chắc chắn là có những công lao của cô trong này. Con nói vậy phải hay á. Thì như vậy nó rất hay, bởi vì dù sao đi nữa nó cuộc đời của chúng ta là đang xây dựng mình trên cái nền đạo đức, thì nó có những cái điều kiện cần thiết để mình xây dựng cái đạo đức cho mình cho người. Thì những cái bài viết của sự thật xảy ra trong những cái bài báo đó thì mình nêu ra để cho nó có chuyện thực tế. Nhưng mà bây giờ thì nó đã qua rồi, thì tất cả những gì nó đi qua rồi thì chúng ta sẽ lấy cái đó mà làm cái bài học kế tiếp. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ là thầy bảo phải đọc cư trọn vẹn, chứ không khéo nó lơ mơ một chút xíu thì nó sẽ bị tào hối chết với nhau đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ khoan đã, các con có cần gì để các con hỏi thầy. Những cái tài liệu mà từ lâu tới giờ mà thầy tích lũy, những cái điều kiện, những cái mẫu chuyện xúc động nhất ở trong cái thế gian này để mà thầy viết cái bộ sách đạo đức làm người, mà thầy định là 20 mấy tập, 24 tập là mấy con, mà thầy mới có viết có 2 tập đạo đức làm người thôi, mà còn 20 mấy tập nữa thì chưa có xong. Nhưng mà thời gian gì thầy không có, cho nên vì vậy mà thầy đã từng những cái bài, những cái từ, những cái bài xảy ra trong gia đình của vợ chồng, từ con cái cho đến những cái sự kiện xảy ra ở trong học đường và trong những tất cả nghề nghiệp mà trên báo chí đã đăng, thì thầy đã có những cái bài vở rất là linh động để mà viết thành những cái bộ sách đạo đức. Thầy đã ghi nhận và cắt để giữ gìn những cái bài đó để lại sau khi nó đưa ra bằng chứng cụ thể.
Cho nên đó là một cái điều kiện. Và hôm nay thì thầy mới hướng dẫn mấy con thôi, rồi từ mấy con mà thuật lại những cái mẫu chuyện của mấy con, mẫu chuyện đời và mẫu chuyện mấy con đã tiếp xúc, mấy con viết. Thì thầy thấy mấy con gần như là trên cái bước đường mà được sự hướng dẫn của thầy, mấy con viết cũng khá hay chứ không phải dở đâu. Nhưng mà lần lượt rồi cái ngòi bút của mấy con sẽ tuyệt vời đó. Thầy nói thiệt ra khi mà được thầy huấn luyện, đào tạo huấn luyện thì những ngòi bút của mấy con sẽ viết, người nào cũng có thể viết được. Vậy mà mấy con thấy như gần đây thì mấy con thấy Nguyên Thanh được cái sự hướng dẫn về cái dàn bài nó theo sát. Còn mấy con nhiều khi mấy con không sát lắm, nhưng mà dù sao nữa nó cũng là cái điều kiện, cái mô hình để chúng ta nương vào đó mà người nào cũng tiến bước học với nhau. Mà chúng ta người này học với người, chúng ta không ganh tị với nhau đâu, chúng ta không thấy người này hơn người kia hơn đâu, mà người học trước kẻ học sau, mình được thì chúng ta như nhau. Còn cái sự mà hối hận trạo hối như chị con như vậy đó thì đáng là con trạo hối lắm á. Người ta kệ nệ từ dưới nhà người kia, người ta lên quá cực khổ mà giờ mắt người ta mày về mà cái lòng tốt người ta con biết cái nhà nó ở dưới kia rồi, ở dưới gì đạo dưới lợn chứ không phải đâu, mà nó kệ nệ nó lên, nó ôm cái thùng báo lên tới con là quá nhỉ. Mà trước khi nó ôm lên nó có nói với thầy chứ nó không nói, nó nói trước với thầy nói được, bởi vì những cái điều kiện mà Diệu Hiền nó biết á thì nó cần có những cái tài liệu mà con giúp đỡ vậy thì rất tốt. Nhưng bây giờ thật sự ra thì cái thời gian mà đọc lại báo chí như vậy á thì nó mất nhiều lắm, không phải không đâu. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ mấy con cần cái mẫu chuyện nào đó này về xã hội thì thầy cho mấy con cái tập, một cái tập báo nó ngắn gọn, nó tập sách nó gọn, tạp chí mà thôi, trong đó nó kê những cái mẫu chuyện nó viết không phải mênh mông cũng như là báo chí đâu, nên vì vậy nó dễ lắm, biết không. Do đó thì cần thiết những cái mẫu chuyện nào viết á, thì thầy sẽ cho mấy con mượn một hai tập mấy con đọc rồi nó ngắn gọn, nó không có gì về nhiều, phải không chưa? Dạ, vậy là con cũng là người không có đạo đức rồi mà thầy. Lẽ đương nhiên là con lẽ đương nhiên là con thiếu đạo đức rồi. Chắc con đưa vô một bài đạo đức của con quá. Đúng rồi, phải rồi, cái đó là con phải nói cái chuyện của con rồi. Cái đó là đạo đức và cái hạnh gì thôi. Cái đạo đức đó hả? Dạ. Mà tức là con thiếu cái lòng thương của cái người khác, thấy người ta kệ nệ cái thùng quá trời mà không thương cực khổ của người ta mà lại từ chối, rồi bắt người ta phải ôm về chứ không lẽ bây giờ người ta liễm. Con thấy cô Phương phải tự ôm kệ nệ cái thùng từ dưới lên, rồi con từ chối rồi cô phải ôm cái thùng dưới về, tức là con thiếu cái lòng thương. Có phải không, thiếu lòng thương cô Phương chỉ nghĩ mình thôi nên không thấy cực khổ của người khác. Nhưng mà cô Phương thì lúc đó là nghĩ đem cho con cái tài liệu thôi, chứ cô Phương có nghĩ gì. Nhưng mà cô cũng vui vẻ, cô khệ nệ, cô ôm về. Chứ mà cô dùng dài đem quăng mẹ cho rồi. Giờ con phải làm sao mà thầy? Không có làm sao hết, bởi vì con nói như vậy là sám hối cái lỗi rồi, không có gì hết. Cô thì cũng vui vẻ chứ cũng không có gì. Còn con thì bây giờ đã sám hối rồi thì cái tất cả mọi cái đều qua hết rồi. Chúng ta sẽ học luôn, lúc nào chúng ta cũng khởi lòng từ thương yêu nhau, phải không? Khi mà mình thấy được cái điều đó rồi thì mau là mình đón nhận với cái lòng thương. Dạ đó con cũng định nói trước lớp nghe, để trong lớp nhìn thấy cái lỗi của con như vậy mà mai mốt thì tránh chứ không có giống như con vậy nữa. Chứ ai làm giống con rồi nó cạo hối gì đâu. Thôi rồi, được rồi, không có gì đâu. Như vậy là xong rồi, từ đây về sau này cố gắng giữ. Bởi vì mấy con chưa học tới tâm từ mà trời ơi, tâm từ thấy người ta khổ mới thương. Nó còn nhiều cái sự việc lắm mấy con, để thực hiện lòng từ. Khi mà viết tới tâm từ rồi, mấy con sẽ thấy chúng ta nói nhiều chừng nào chúng ta thấm thía cái lời của Đức Phật tứ vô lượng tâm. Vì vô lượng tâm, từ vô lượng tâm mà. Vô lượng là không có kể hết nổi. Từ vô lượng, đi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, nó vô lượng. Nghĩa là tất cả những cái gì cũng xả hết, cái gì cũng qua nghĩ hết. Như vậy mới gọi là tứ vô lượng tâm. Các con thấy chưa? Cho nên cái học của chúng ta là cái học hôm nay là vì thương. Cho nên vì vậy mà khi mình bị hôn trầm thì mình đi xa ra, mình tắt ý, đừng ở gần bên mình. Đó là tứ vô lượng tâm thực hiện rồi đó. Còn mình ho hoặc là gì đó, mình đậm sợ, mình ho đậm, ta ngồi tu không được. Mình chạy xa, mình ho cho đá. Vô cái khu rừng nào đó ngồi, mình ho đá rồi mình chạy vô. Có gì đâu. Đó là mình tứ vô lượng tâm, thực hiện cái lòng thương của mình đó mấy con. Chứ còn mình không thương, mình ở tất, mình hả hỏng, mình ho lia lịa đó thì làm động rồi đó. Còn mình ngáp mình ồ thì lúc bây giờ ai mà ngồi tu được. Cho nên vì vậy đó, khi mình nghĩ đến mình thương mọi người xung quanh mình đang cực khổ thức khuya dậy sớm mà tu tập, cho nên mình không làm động họ, tức là thương mình thương họ mấy con. Cho nên những cái sự tu tập của mấy con là càng lúc mấy con càng học được tứ vô lượng tâm nhiều. Cho nên thầy để cái bài tứ vô lượng tâm mấy con học sao hết đó. Vậy mà khởi sự thương yêu mấy con tuyệt vời.
mấy con đọc hành tập thiện tứ vô lượng tâm, thầy chỉ nói một chút thôi ở trong đó chứ chưa có nói hết cho mấy con. Tứ vô lượng tâm mà nói vô lượng tâm là tâm từ tâm bi tâm hiếu nhiều lắm rồi. Rồi đây cái lớp chúng ta sẽ những người nào cũng là tứ vô lượng tâm hết, người nào cũng biết thương yêu, không bao giờ có giận hờn một người nào. Người ta chửi mà sát mình vẫn cười, vẫn thương yêu họ, không có ghét chút nào hết. Người ta nói gì nói mình cũng không giận nào. Từ đó mình mới thấy được cái tứ vô lượng tâm của Phật là giải thoát thật sự. Các con học tới đây rồi mấy con sẽ thấy tứ vô lượng tâm, bây giờ chưa đâu. Cho nên hiện giờ dạy cho mấy con biết cách thức để ở trên tứ niệm xứ thôi, chứ chưa đâu, chưa vô đâu. Mà tới chừng mà vô tu là mấy con phải thông suốt cái định vô lậu hoàn toàn đó, cái tri kiến của mấy con đầy đủ thì mới bắt đầu vô tu, thì mấy con sẽ khép mình vô tu tu tới khi mà thành Phật thôi đó. Con hiểu. Dạ, con xin thưa ông giúp cho con một cái minh họa về gió ở thể lỏng được không ạ? Gió hả con? Dạ, mà ở thể lỏng, tại vì con làm thì gió ở mà thể rắn á, thì con thấy như cái banh á, người ta gom lại thành thể rắn. Còn gió ở thể lỏng á, con không biết là cái quạt gió mà nó ra hơi nước có phải không sư ông? Gió ở thể ở cái thể rắn, ở thể rắn là không khí á con. Dạ. Khi mà một cái tốc gió độ. Gió nó ở thể khí rồi sư ông, rồi gió nó ở thể, tại vì con phân tích giống như là nước mà ở thể rắn là đá, nước ở thể lỏng là nước thật. Nước đá đó. Còn nước mà ở thể khí là hơi nước. Còn gió mà ở thể rắn, gió ở thể khí á là thể thật của nó. Còn gió mà ở thể rắn là cái giống như cái banh này, trên cái cầu này, cái thứ mà người ta gom là bong bóng. Còn mà gió ở thể lỏng á, thì con không biết có phải là cái hơi xăng dầu hay quạt gió hơi nước không thưa con? Quạt gió hơi nước đó. Còn lửa mà ở thể khí á, là thể hơi ấm và nhiệt á. Hơi ấm và nhiệt. Còn lửa ở thể lỏng là nóng thủy tinh á, thưa ông hả? Okay. Còn lửa ở thể rắn là than đỏ. Đúng vậy. Còn đất mà ở thể rắn là đất đá, là thể thực của nó. Còn đất ở thể lỏng là bùn lầy, và đất ở thể khí là bụi đất và hơi đất. Đúng không sư? Đúng rồi. Dạ, con cảm ơn sư. Rồi bây giờ còn hỏi gì nữa hả? Tôi nghĩ con hết giờ rồi. Rồi thôi bây giờ nghỉ con. Có người đó hỏi thầy Cô Diệu, hỏi lại họ hỏi thầy đi. Hồi nãy có ai hỏi lại thầy đi. Con cũng lại hỏi thầy chút thôi. Rồi con ở lại, mấy người ở lại đi, mấy con ra đi con mấy. Thôi thầy chào mấy con. Rồi được rồi, con để thầy này nó thiệt sự phải cho các thầy thử. Mấy con ra đi con, những người nào còn ở lại thì ở lại hỏi thầy chứ. Rồi con cứ hỏi nhé. Con tu quanh tứ niệm xứ biết không? Hơi thở mình phải theo cái hơi thở hay là mình đứng ngoài mình trong hơi thở không. Hay lên xuống biết hết biết rõ ràng. Mình đưa hơi thở mà mình thấy tứ niệm xứ rồi. Mình thấy cái thân của mình. Con nghe cái câu mà tâm định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô. Cảm giác toàn. Thì con nương vào hơi thở con thấy hơi thở ra. Nhưng mà con quay cái biết đó, nhìn cái thân của ta. Thương vậy đấy, xuyên suốt hả sao thầy? Xuyên suốt, mới đầu thì nó không xuyên suốt, nhưng sau này nó xuyên suốt. Con thấy con nhìn bốn nơi rồi hết xong rồi, con thở nhẹ nhàng, con không có nhìn nữa mà con thở nhẹ nhàng, biết cho thở vô, thở ra, nơi lỗ mũi nhẹ nhàng là gì? Không được, con đó là con tùy tức rồi, con sẽ ngưng giọng hơi thở thôi. Chỉ cảm nhận hơi thở thôi mà con chỉ thấy thân của con nhìn là bốn chỗ thân của con. Con đi trên hành ở trong hết á, con yếu rồi sao nó con chóng mặt. Là con về nhà con mua mấy cái thuốc bổ á, nó đi thuốc bổ tăng sức á, con uống trong cái lúc mà con ăn buổi trưa đó. Được không? Thầy được không thầy? Được con, được con đi cái chút con yếu rồi. Dạ. Con đi vòng vòng vậy mà con chóng mặt phải không? Dạ. Là yếu. Dạ. Yếu, nó đi vòng nó chóng mặt là yếu. Thầy nói nhiều quan vâng là con nói má uống thì thời thầy cho con cho con đó. Bây giờ con ăn cái chất bổ nó không đủ đâu, con uống thêm mấy viên thuốc bổ để cho nó bổ con. Không có sao đâu con, uống về tốt, không có gì đâu, con đừng sợ, có gì có thầy, nó không có rầy con được đâu. Con đợi con về cho bác phụ tu viện. Dạ, thầy cảm ơn con, gọi lại Út. Rồi con nhớ về tu con xả ra con. Con xả ra con nhớ tâm thanh tạng nó bị ức chế nó. Dạ, cái đầu con nhức cái là nhức là bị ức chế, con xả nhẹ là con tu như một lần nó không có bị đó con. Vậy là đúng.
Con nhớ, có gì con phải hỏi thầy nha. Dạ, dạ. Mấy con lớn tuổi thầy rất tội thương mấy con lắm, còn ráng tu. Dự định là con đưa gì của con lên để mà con tiện để con tu đó bà thầy. Mà vì chăm sóc đó con. Dạ, vừa chăm sóc vừa tu mà gì của con bệnh quá, cũng như bây giờ nó nổ thêm như một con thân đó bà thầy. Nhưng mà con dạy vì con cách thở nên mỗi lần ho là thở thì nó bớt, nhưng mà thở nhiều lắm. Mà sẵn hôm nay thầy có dạy trong đại chúng là thì có động để những xung quanh người ta tu đó, thì lúc trước con cũng đã nghĩ cái điều này. Thứ nhất là lúc chưa mất bệnh mà lên một người nghe giảng là người ho nhiều lắm là nó cũng thồn, con thấy cái đó cũng là một trở ngại rồi. Bây giờ nếu mà lên ở những tháp đồng ho nhiều quá là con cũng có nghĩ điều đó nữa, con thấy cũng có khó khăn vì ảnh hưởng đến những người xung quanh. Sẵn hôm nay thầy cũng có dạy như vậy, thành ra con cũng thấy cái điều của con nghĩ là cũng đúng. Và như định nghĩ cầu lên nhưng mà lúc này còn đang lạnh, đang lạnh là lại ho. Dạ, cho nên chắc là qua Tết thì con mới đưa gì con lên được. Được con, để cho nó ổn đó con. Dạ, thì con tranh thủ những cái thuốc men hay thuốc ăn mà con sắp xếp trong vòng tuần con để nhà sẵn thì có thể như tuần sau con lên con cố gắng con tu đi. Giờ đến Tết thì được vài tuần cũng đỡ cho con. À, rồi đừng nói tuần con lên thì con về một hai hôm để con người bệnh mới giữ tinh thần, nếu mà không có con rồi thì con sợ lắm mà đây. Dạ. Dạ. Thì không có tu cái tinh thần nó sợ hãi lắm. Dạ. Có con nó ở gần. Dạ, thành ra cái duyên của con, cái nhân quả của con nó dở quá. Thành ra con thì con có buồn đó nhưng mà con cũng quán cái nhân quả của mình. Nhân quả của mình. Con cũng cố giữ cho nó được thanh thản. Dạ, thì chúng ta thầy cũng quan tỉ cho con. Đời con cố gắng con giữ giới hạnh để mà con từ đó con có thể con cuối cùng cho vì con nó nhẹ bớt đó con thầy. Dạ, nhiều khi con cực quá thì lúc trước là con thì cũng khi nào mà trưa con ăn no mà thầy nó dồn dập nhiều ngày cái người này người kia con dùng thiên chức đỉnh. Rồi con lên hỏi đi con, hỏi đại. Rồi dạ. Bữa con chưa chờ nước thầy là cái việc tu tứ niệm xứ á. Con bữa nói thì con ngồi trong buồn ngủ quá không, con cứ đánh nó hoài cái đến hồi gần cuối cái con mệt mỏi quá là cái con năn mà đi mà đồ rất thở. Thank you.
Trong cái niệm xứ thì mình sử dụng cái tri kiến của mình để xả từng cái tâm niệm của mình thì nó không bị ức chế đâu. Mình không có dùng cái tri kiến của mình thì mình sẽ bị ức chế, tu bị ức chế. Cho nên qua cái kinh nghiệm, qua cái lời của Phật dạy đó, thì nó rất là rõ ràng, nói một điều nhưng mà nhiều khi mình hiểu nó sai đó. Bởi vì nó có nhiều cái giai đoạn tu tứ niệm xứ chứ không phải là trong một cái giai đoạn một. Cho nên cái bài kệ này nó nhằm tu ở cái giai đoạn nào, mà tại vì mình không có biết, mình lấy cái giai đoạn cuối mà mình làm cái giai đoạn đầu, thành ra nó sai. Cái giai đoạn đầu là người ta triển khai cái tri kiến hiểu biết hiểu rất rộng, bởi vì nó là sự việc tri kiến giải thoát, nó hiểu rất rộng cho nên nó mới giữ giới được, mà nó giữ giới được nó mới ly dục nó. Cho đến khi cái giai đoạn cuối cùng của nó để cho nó giữ tâm thanh tịnh, nó ngập được là nó không có việc tri kiến nữa. Còn những cái giai đoạn nào thì bởi vì mấy con có thầy cho nên thầy mới có dạy mấy con là gì nó dạy chung chung, nên vì vậy mà cái nào thì dạy ra cái nấy, còn người nào mà không nghe thì thôi thầy cũng bỏ qua hết, thầy cũng tha thứ. Bởi vì những cái lỗi lầm của mấy con cố chấp thì mấy con chịu lấy chứ không có gì đâu, nhưng mà thầy cũng khích lệ chắc tính của mấy con thôi để cho mấy con nỗ lực tu được mức độ nào mức độ nấy tùy cái duyên của mấy con. Còn riêng thầy mà thầy dạy người nào cứ theo từng bước mà thầy dạy thì thầy bảo đảm là họ sẽ đạt được chứng quả vậy đó. Bởi vì thầy triển khai cho tận cùng cái tri kiến này, họ sống toàn bộ tri kiến thì tâm bất động, không ai làm động được họ. Bởi vì cái gì mà đụng đến cái tri kiến mà họ hiểu họ quá giải thoát, họ có động được, mà họ không động thì nó thanh tịnh, nó thanh tịnh thì tới cái giai đoạn mà họ ngồi vào tu tứ niệm xứ này nó khác rồi. Bây giờ tứ niệm xứ là họ ngồi quan sát rồi. Còn bây giờ mấy con chưa có đủ cái tri kiến chưa đủ, mấy con ngồi tu tứ niệm xứ tức là mấy con ức chế trong thanh tịnh. Mấy con cứ ngỡ tưởng là đây là vô thanh tịnh thanh tịnh, nhưng mà sự thật là mấy con ức chế, nó sai một chút. Nó khó cái chỗ mà thầy cứ thầy hướng dẫn sao mấy con cứ làm vậy, chịu khó làm đừng có hiểu qua cái mấy con mà. Áp dụng vô mình nói mà nó lên được cái gì là con cứ áp dụng vô là con cứ bị ức chế mình thấy cái đó mình áp dụng vô mình bị chế, nhưng cái giai đoạn đầu mình quên. Cái giai đoạn đầu tri kiến ở đâu mà trí tuệ ở đâu thì giới luật ở đó đó. Bây giờ là cái giai đoạn đầu là phải tri kiến triển khai được cho nó ở đâu nó có, nó không phải giới luật được, tức là nó ly dục nó quá lắm mà cái giai đoạn đầu. Cho nên nó không có bị chế chút nào, nó có nhíp chút nào, triển khai cái tri thức của nó không hoàn toàn sự hiểu biết của nó, ai động tới nó không có nghe. Đó là giai đoạn đầu tứ niệm xứ, thầy ra chuyển cái tuyến vậy rồi, ai động mấy con rồi, cái gì nó làm chủ, đâu phải mấy con ngồi bất động đó, con hiểu chứ. Cho nên ai động, ai nói gì con biết cả liền, không có buồn giận. Còn cái lỗi của con, như từ xưa đến giờ con đọc lại bài nha, con cứ thấy nó ấy, con xả nó được mà. Thì đó bây giờ con sáng nói sao đâu con, để mình phát lộn sáng nói nó lần rồi không có còn bị xấu nữa. Rồi mình cố gắng nghe lời thầy dạy bảo rõ là mình đi, mà còn không biết rõ mà còn nhớ lờ mờ đã có chuyện mình đi, nó muốn sự thật không. Con học nhưng mà nghĩ lâu rồi con quên, nó giống như học mấy thực sự của Đức Phật như là học đại lịch sử, những cái con đang học mà xây dựng nó cũng chỉ gần chục năm rồi giờ con quên hết vậy con. Nhưng mà thầy có tài liệu cho con. Để thầy dạy con thì con có tài liệu, cái đó những cái tài liệu đó đưa vào cái tủ sách mà lưu trữ đó, làm gì nó không cần dùng nữa, để thầy dạy coi.
con muốn có học về luận ngữ với cổ học tinh hoa. Cổ học tinh hoa nó cũng có nhiều cái câu chuyện đó. Rất là con tâm đắc mà con không có nhớ tên của mấy cái vị đó. Nhiều khi con lấy lòng câu của người này con gắn và câu của người khác không nên con nhiều cái khác. Không được, cái đó mình phải nhớ rõ mà. Nói rõ là mình đưa vô. Còn không nhớ rõ mà nhớ vậy là mình lầm vậy đó. Mình sai. Sai thì coi như mình vượt. Thành ra cái bài nó mình đọc vô cái tự nhiên đáng lẽ là cái giá trị vậy. Đúng rồi con. Tác động của con mà nó là đúng rồi. Không có tác động được. Đúng, con hiểu vậy là đúng rồi. Không biết sao đâu. Con, nếu mà ấy con gửi con mua ở nhà thì có đầy đủ mà con không có liên hệ ở nhà nó gửi con mua được không? Được con, không có gì đâu. Bây giờ ở thành phố nó đến cái chỗ nó bán tin sách mình có bán đấy. Mấy chỗ bán sách nó có cần thiết mình mua có nhiều lắm. Bây giờ nó in sách đẹp lắm, bây giờ nó xin phép hồi đó. Cái tài liệu mà thập đại điện tử của Phật ấy, con biết không? Hồi đó nó chỉ đánh máy trên máy đánh chữ và nó photo ra. Nên hồi đó ở dưới phòng chiếu mấy thầy gửi gì cho thầy đó thì con có. Thầy có thì thầy cho con của cô Nhi Đức á, Đức Phật tài điện tử. Nếu là thầy thì lục lại cái tủ sách cũ thầy coi. Rồi con lên đi con. À, con xá thầy thôi có rồi mấy con về thì mất kỳ giờ thầy. Con hôm nay con chưa nên kính trình thầy thì xin lời chỉ dạy cho thầy. Trong quá trình con vào thầy thì khoảng một tuần lễ nay thì về sức khỏe con đã gọi là tạm ổn đấy. Tạm ổn rồi và con đã đi vào cái thời khóa tu tập. Cứ vào con thực hiện một ngày như thế là 5 tiếng liền có tinh thần hành điện và con tu tứ niệm xứ thì 1 tiếng đầu thì nó không có điện khởi cho nên đến bây giờ con tiến lên 2 tiếng rưỡi một thời khóa. Thế thì con thấy trong cái đường mà tu tập của con thì con thấy nó thanh thản thoải mái. Thế nhưng mà khi mà viết bài thì con không biết chủ đề con muốn lên để xin lời chỉ dạy cho thầy. Và con không biết nữa con được không vì con bắt tay vào viết thì bắt đầu các thọ nó lại đánh, tức là nó lại đau đầu kinh khủng. Ví dụ như sáng nay con chỉ cần nghe cô Nguyên Thanh đọc con đã thấu hết cả đầu. Cho nên là con cảm thấy con không muốn viết nữa. Thì con chỉ xin thầy xin đi vào nhân mật để tu thôi. Thì con muốn là có nhiều thời giờ để tu vì cái việc tu con thấy nó giải quyết được cái cảm thọ nữa. Còn bây giờ thì coi như là con để mà tu tập những cái pháp đó để giải quyết cái họ cho nó thật bình phục, nó hết bệnh rồi. Yeah. Rồi con khi mà hết bệnh rồi con trở về triển khai cái tri kiến. Chứ sự thật ra đạo Phật là đạo trí tuệ, phải giải quyết cái tri kiến cho mình thông suốt tất cả những cái pháp. Yeah. Làm cho cái tri kiến của mình nó vững vàng. Yeah. Thì trong khi đó mình không bị ức chế. Còn bây giờ con ví dụ như con tu vậy nó có cái phần ức chế, nhưng ức chế an trú để đẩy lui cái bệnh của mình thôi. Yeah. Qua cái pháp tu hành niệm. Và đồng thời thì khi mà bệnh nó bình phục lại, nó khỏe mạnh đàng hoàng thì trở về với vị trí triển khai cái tri kiến lại. Không phải học từ đầu, không phải học từ đầu chứ không phải là thiếu nó. Bởi vì thiếu tri kiến thì con bị ức chế tâm, mà bị ức chế tâm thì nó không bao giờ nó đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn được. Nó có, cho nên cái định vô lậu là cái tri kiến giải thoát này. Cho nên triển khai lúc con thấy triển khai như Viên Thanh này về đây hướng dẫn nó triển khai thì nó viết không có ai viết hơn nó nổi. Thì nó thiệt toàn bộ cái đầu óc của nó tích tập quá chừng quá đổ. Thì nó đúng là đưa một cái đề tài nào thì nó viết rất là nhiều. Và đồng thời mà khi mà nó được cái tri kiến rồi áp dụng vào tứ niệm xứ thì nó quét thời gian sau, nó quét nó chứng quả đó, nó chứng quả bằng cái tri kiến mà không bị ức chế mà.
Còn nếu mà quay con bây giờ mà con làm vậy thì không được. Bởi vì con bị bệnh. Nó đau. Nó đau. Bởi vì con không làm được là vì con đang ở trong cái trạng thái bệnh, cái thân bệnh. Mà nếu mà không có cái phương pháp để đấu trị bệnh, mà bệnh hết rồi thì mới triển khai qua mới được. Còn bệnh mà chưa hết thì triển khai qua. Chứ không phải là bây giờ ví dụ con tu tập về pháp thân hành niệm, mà trong khi cái xả cái tâm con không có dùng được cái tri kiến xả thì con không tới đâu, nó sẽ bị ức chế nó vào điện tử. Bây giờ xin con đại thầy, trong con người con nó lên một cái sức nóng ghê gớm, từ trước đây con không dùng quạt đâu, nhưng mà bây giờ bình thường con vẫn phải dùng quạt, nó nóng thế lắm. Và tự nhiên nó gồng cái co, cái cơ bụng nó gồng lên, cái này thế nó gồng lên thì nó là đang bị bệnh đấy. Thế và nó như là có một thỉnh thoảng nó như là tụt huyết áp đấy, trong cái cơ thể con nó xảy ra như thế. Thế là con dùng như lý tác ý thì bây giờ thường thường là con dùng liên tục, thế bây giờ có như là cái kiểu một cái người đối thoại liên tục với con, cứ làm nhảm suốt. Thế cho nên là con hỏi thầy xem là nó có rơi vào cái gọi là cái bệnh thần kinh không, như là vô thường nó đóng trụ rồi thì con như là sắp chết ấy. Cho nên là như là có những cái trạng thái gồng co bụng rồi tự nhiên như từ chết áp thế rồi, nhưng mà mồm con vẫn tác ứng liên tục. Thế con thấy tu pháp xứ thì rất là thích, tại vì ví dụ một cái tiếng đầu tiên là một giờ đầu nó rất thanh thản thoải mái, cái giờ sau thì nó có khởi một vài cái niệm thì con đón được niệm, con đón được niệm để con tác ý thì nó tin. Nhưng mà chỉ có cái là ví dụ bây giờ bắt đầu mà vào viết ý, thì bắt đầu nó chơi vào mặt, nó xoáy vào mặt, nó giấm mặt và nó đau đầu, con không viết được. Thế cho nên là con muốn lời chỉ dạy của thầy cho con không viết nữa. Thì bây giờ con đừng có viết, bây giờ con đang trị cái bệnh của con, nó không có bình thường. Về cái hệ thần kinh của con, tức là cái hệ thần kinh mà triển khai cái tri kiến nó không bình thường. Triển khai như vậy là con bị nặng đầu nhất đầu. Cho nên con đừng có biết, bởi vì giai đoạn này là con chỉ đối trị bệnh của mình thôi. Tới bữa nay thì nó mới có ổn định chứ chưa phải là hết. Khi nào mà nó sẽ thật sự là thân con nó không còn cảm giác bệnh đau nữa thì con mới bắt đầu con triển khai lại cái tri kiến của con mới được. Nó chỉ đau đầu thôi, nó đau đầu, nó cứ đau ở khoang mạch này. Nó khói vào thì là con không như là rối loạn, con không biết. Nhưng mà con ngồi tu hai cái pháp này thì con thấy rất là thoải mái và giải quyết được bệnh. Cho nên là thì nó giải quyết được cái bệnh của con. Bởi vì nó là đối trị với thân hành niệm, là cái phương pháp đối trị cảm thọ của thân. Còn cái tâm thì nó bị ức chế. Bởi vì khi đó, sau đó là con sẽ ngồi lại. Thì do đó khi mà tu thân hành niệm rồi, bắt đầu ngồi lại thấy cái sức tỉnh mình có là mình không bị hôn trầm thì niên đó. Mà cái thân mình nó không có bệnh nữa rồi thì bắt đầu đó mình ngồi lại từng cái tâm niệm để nó xảy ra thì dùng cái tri kiến, chứ không phải là dùng tác ý, mà dùng nó xuống. Dùng cái tri kiến của nó mổ xẻ từng cái niệm của nó. Vậy thì khi mà cái từng cái niệm đó mình mổ xẻ nó không ra, tức là giờ con cầm cái bút mà con viết đó, thì cái tri kiến con đâu có triển khai được. Cho nên nó không ra. Không hiểu không? Chờ cho cái cơ thể con nó mạnh khỏe rồi, bắt đầu con phải đi lại triển khai cái tri kiến. Cho nên từng cái tâm niệm nó không có được đủ ngang đó, mà phải đưa cái tâm niệm, từng cái niệm đó nó trở thành cái đề tài đàn ra. Phải quán nó cho nó thông suốt cả cái các pháp vô, tất cả các pháp ở trên thế gian này hết, nó không còn cái chỗ nào mà nó không thông suốt. Thì con có bây giờ cái hạnh độc cư của con thấy có cái cảm nhận là ví dụ đi ra khỏi ngoài cách này mà con nhìn thấy ai, cái tâm trạng của con như là một cái thằng ăn trộm mà lẽ đương nhiên là mà nó nhìn thấy cái người nó sợ, thì ví dụ con ra ngoài con nhìn thấy người nó rất sợ đấy. Thì nó có đừng nên nói chuyện ai hết đâu, phải giữ gìn cho nó thanh tịnh, không quen cái đó là con như là cho con không phải viết nữa mà để con đi. Thì con đừng có viết nữa mà lo trị bệnh. Con đi cái pháp thân hành niệm con thấy rất hoan hỉ, có được không hay là? Được, nhưng mà trong cái lúc này con đi trị thôi. Chứ chưa phải là nó đi đến cái rốt ráo được đâu. Chưa đâu. Chừng nào mà qua một cái tiếng sau một thời gian học lý luật hẳn ngoài hoàn toàn. Con lý luật nhiều lắm, bị xuất gia rồi, những cái bộ quan y tế hạnh thì chưa có học. Con mới có hai cuốn lý luật đầu thôi, còn cái quan y tế hạnh. Trong người con nó cứ liên suốt, tức nóng lên. Từ trước con ít khi dùng quạt, bây giờ con phải dùng quạt. Cái nhiệt lượng nó, thằng nó là con có cái cảm giác bệnh đó, nó không có quân bình được. Nên cứ thấy cái nhiệt nó tăng, nó nóng.
cho nên con cảm nhận của con qua cái xét nghiệm đó thì nó không có bình thường đâu. Là do vì chừng nào mà con thấy nó bình thường, nó thích nghi, cơ thể nó quân bình, nó không có phải thấy cảm giác nóng đó thì nó mới được. Bây giờ thì con đình chỉ là con đừng có viết, bởi vì viết nó làm cho con nhức đầu, nặng đầu đó. Con triển khai cái phần tri kiến không được đó. Tụ về cái hệ thần kinh á, thần kinh mà suy tư á, nó con chưa được. Cho nên con dừng lại đi thôi, dừng lại để tu phát thân hành niệm. Phần hai là coi như gia đình con sáng đi tiếp thu cái cú điện thoại, thì coi như là có cái đứa con thứ hai nó về nó đón con nó đi sang bên Đức rồi. Thì coi như là về phần hoàn cảnh gia đình thì rất an ổn rồi, không có vấn đề gì nữa. Thì vậy là tốt quá rồi, coi như là được yên tâm tu hành. Con xin cảm ơn thầy. Vậy nó cũng may mắn. Rồi con lên hỏi con. Mà nãy thời gian thì con thấy làm những chút rồi
Không có sao đâu. Yên tâm, có nhiều khi nó bị trào hối không? Dạ. Thế thầy còn, xin con bữa trước thì chưa có cô, có những thứ thầy dạy thì không những cái chân bị thơ mà nó đau, mà chân bên kia nó cũng nó đau luôn. Rồi thế mà còn cô hai ngày cứ nó hết đau luôn, thầy hết đau tới giờ luôn. Nhưng cái bữa lễ thì không có chuyện vậy rồi. Nếu mà con đi trị nữa thì mất thời gian, con không đi trị nữa. Con tác ý, con tin tưởng tác ý là nó cũng nó sẽ ổn định cho con ấy. Nó qua cái nghiệp, tức là nó chuyển được cái nghiệp nào ấy. Còn nó chưa chuyển cái nghiệp là con bị trả nghiệp thôi. Nó vui vẻ đi con. Cái đi trị hoài là nó cũng vậy. Tại mình sợ đâu. Thế còn mình về tâm, mình tác ý, mình có phương pháp mà. Thì mình làm được, mình chuyển nghiệp, mình sống thì mình chuyển nghiệp đó. Thôi gì rồi, thầy dạy tôi 30 phút mà con thử 30 phút tiếp theo để con tác ý như thế nào. Thì khi cái chân nó tê mỏi thì con tác ý thì nó giảm xuống và con cũng ngồi tiếp được 30 phút nữa. Con thầy thì con nghĩ nếu mà thầy cho thời gian dài thì mình cũng như vậy thôi. Bây giờ con tác ý thử thì con thấy nó cũng bình yên đi. Được không? Con ngồi giờ đó. Được không? Nếu mà nó yên được, con ngồi giờ, đừng ráng nha. Dạ. Để được thì mình lên giờ, còn không được thì thôi trở lui là bình thường. Rồi sau thời gian tập mình mới lên thật. Được thì mình giữ luôn, có gì đâu. Thầy ngồi ghế cũng được hay là? Ngồi ghế cũng được đâu, có gì đâu. Cứ nghiệp xứ mà, nó đơn giản lắm thôi. Nó làm sao mà con ngồi thoải mái, con tu được, con để giữ tâm con nhìn lại bốn chỗ tâm thọ tâm của con. Rồi, nào lên hỏi đi con. Mau đi để tối rồi con. Hết giờ rồi nha. Gần 5 giờ rồi. Còn có 9 phút nữa. Con biết có đúng không? Cái gì đâu, cứ nói nè. Con có thể ra 2 ngày rồi thì con biết đang... Phải ra sao? Trong đọc ngủ đến khuya thức dậy à, mấy lần rồi đấy, nhưng đến 1:55 thì con nghe tiếng đồng hồ của ai đó reo con định dậy tu tập phương nhân à, nhưng con nghe bên ngoài có tiếng nhạc gì đó nên con vẫn nằm yên và bảo cái tai quy vô, không được nghe âm thanh bên ngoài nữa, hãy lắng nghe hơi thở ngủ đi. Thế là con ngủ đến 2:20 đồng hồ của con reo, con bật dậy để tắt đồng hồ thì con thấy hai cái tay của con nó đau tê cứng lại. Con tưởng là không tắt được cái đồng hồ chứ, nhưng con cũng tắt được. Xong rồi con vừa tắt ý cái tay phải trở lại bình thường như cũ, vừa xoa bóp cho nó bình thường trở lại, đi tới đi lui động thân để cho nó quên cái cảm giác ấy đi. Khoảng 20 phút sau thì con phải ra ngoài để đi, mà cái tay vẫn chưa hết. Con cũng giữ câu tác ý và con vừa bước ra khỏi cốc đi mấy bước thì tự nhiên con thấy là mình ớn lạnh một cái, nhưng con vẫn giữ câu tác ý. Có đến khi trở vô cốc con thấy hai cái tay con bây giờ thêm một cái cảm giác lạnh nữa, chứ cái lạnh đó nó không giống như mọi hôm trời lạnh, mà con thấy nó lạnh như đá vậy, không còn một tí nào ấm hết. Cái tay nó mềm mèo giống như cơ thể của người bị xỉu vậy. Con có thể uốn cong các ngón tay lại được mà không cảm giác đau đớn gì. Con thấy hình như cái tay nó mất hết cảm giác hay sao, thấy con ngắt nó mà chẳng sao hết. Thấy vậy con tác ý càng mạnh và nhiều hơn, càng xoa bóp và hai tay với nhau. Khoảng 30 phút sau con thấy nó đỡ nào, nhưng cái đầu nó đau, cái chỗ trên tay bên phải chỉ đau một chỗ đó thôi. Lúc ấy con tác ý cả cái đầu, cái tay phải bình thường trở lại hết đi. Thì sau cái đầu nó hết đau, hai lỗ tai ấm trở lại, nhưng con thấy nó lại nặng đến hai lần chân. Cái lạnh cũng giống như ở tai vậy,
lúc đầu con trà qua bước thậm chí đến lúc sau thì con mỏi tay quá không thể làm được nữa, nên con chỉ ngồi yên tác ý, thì con thấy cái lòng nó đi lần lần từ chân lên tới đầu gối, con rờ toàn thân thể chỗ nào cũng lạnh hết, ngay cả cái bụng mà nó cũng lạnh ngắt, chỉ trừ hai bàn tay không lạnh thôi, toàn thân con mất hết cảm giác và hơi nóng rồi, con tác ý toàn thân với ấm trở lại không được lạnh nữa. Đến một lúc lâu con thấy giận không bớt được chút nào ấy, mà nó còn tăng thêm ở hai cái chân và cái mặt con, mới đổi lại câu tâm ý cái lạnh cú đầm toàn thân phải ấm cả đưa tay vô và con đưa vào cánh tay đưa ra vô tưởng cái lạnh đã ra đưa nghĩ hơi ấm cứ như vậy đến khi con nghe tiếng chuông chùa giận không hết, con mới đứng dậy mặc điện lên để dọn dẹp qua cái đồ chơi nếu mà con đã làm già ngắm nghía chúng cho nó quên đi. Nhưng vẫn tác ý liên tục đến 4:10, con thấy không hết, con ngồi trở lại tác ý tiếp và qua cái mặt đến khoảng 5:00 con thấy mặt và tất cả mọi nơi ấm lại, chỉ còn hai cái chân không có thôi. Con bước qua tiếp đến cái chân trên đầu ý nghĩ ở nhất tâm tóc để tác ý quá biến đi ra ngoài là có chuyện gì sao, nhưng đến 5:30 con thấy không bớt tí nào nên con quyết định đi ra ngoài để giặt đồ chẳng hạn. Con nghĩ đâu cũng là nhân quả cả, vừa giặt vừa tác ý nhưng không quan tâm tới cái chân mà chỉ lo giặt thôi. Đến lúc giặt xong con trở vô để hết mồm mệt và mới giờ thử thì thấy nó vẫn lạnh như cũ. Thế là con đi ra ngoài lượm lá trên cốc vừa thắng ý, đến khi quét rác ở các đường đi con cảm thấy từng cảm thọ và niệm khởi xảy ra, chỉ ngoáng lên để thưa sư ông xem sao, con đều thắng ý để lui hết nhưng nó đến liên tục khởi niệm thưa sư ông và có những thảm đỏ con ý và những thanh hết, con mới dùng những câu tác ý mạnh để đe dọa nó nào. Con nói mày liền, tao lấy cán chậu đập mày đó, rồi nó giận lì. Thầy, con đợi thằng bé ta liền hay là con về thầy? Con không lấy con về đi con. Cho đi về tối được không? Con lấy thứ tư thầy đưa cho con hết thầy. Rồi. Dạ, thầy cho con cung cấp một con không có nói chuyện. Dạ, con sẽ cung cấp thầy được. Rồi. Con nói mày lì, tao lấy cán chậu đập. Tí lại trở lại nữa, con đi đó. Rồi, thầy chỉ giải quyết này thôi, bây giờ mấy con về đi con. Dạ. Thôi còn ấy lâu quá con. Con nghĩ là nếu con hỏi, cô cứ hỏi đi con. Rồi để mình nói thì trả lời. Con thì không hỏi nữa, thì để thầy nghĩ. Ừ, thôi rồi con. Này thấy cái rửa đó không? Cảm thọ nào hiện lên là có chừng cái rửa đó. Con đứng đó một lúc thì không có ai dám xuất hiện hết, nhưng con đi là nó lại tới táp con lại phải tác ý liên tục mà thôi. Là đến khi quét xong con trở vào đằng mặt tay chân trở vô cốc, vẫn thấy cái chân nó lạnh. Đến 6:25 con ngồi và tu tứ niệm xứ tiếp vì cái đầu của con nó đã bớt hẳn, con không để ý gì tới cái chân nữa. Nhưng khoảng 5 phút sau là con thấy cái bụng con tốt nè và hơi thở của con càng đạt. Đến 25 phút sau con thấy như con không thể thở được nữa, thậm giới con buồn ngủ vì không lo đến cái tâm mà chỉ lo đến cái bụng, nên con xả ra và rồi thử hai cái chân và như cũ con mới thắc ý cả cái chân cái bụng. Khoảng 15 phút sau cái bụng hết nhưng cái chân vẫn còn. Con tiếp tục xa và tác ý cái chân, con thấy không giảm đến 8:00. Con mặc kệ nó tu tiếp, nhưng con mới ngồi một chút là cái bụng nó co trở lại tiếp. Con đi tới đi để tác ý thì cái bụng hết cái chân vẫn. Con đi ra ngoài lượm lá tác ý cái chân khoảng 9:00 kém, con cởi vô tu tiếp
không quan tâm gì đến cái chân nữa, con thấy cảm thọ rất ít, đến là con đuổi đi ngay, rồi tới cái tâm thì nó cứ thưa, thưa hết cái này đến cái kia, đến 9:25 con thấy yên ổn cả thân tâm, con mới thả ra và ngồi trà tác ý cái chân, con cứ trà và tác ý miếng một cái chân đỡ cái đứt, nhưng nó không ấm lên được và mà cũng không lạnh như trước. Đến 9:55 con không trà nữa, đi ra ngoài lượm lá tác ý. Đến 10:10 con rửa tay đi khất thực, trên đường đi lại phải tác ý tiếp, cái đầu ý như ngày hôm qua tỉnh lại rồi cái dai cứ rầm rầm, đến khi lấy cơm lại phải chiến đấu với cái khẩu dùng phần ăn thức ăn của con. Con có hai cái bánh mà ai cũng có hết, con thấy hai cái bánh để ở giữa phần con với phần khác, cái tâm tham ăn nó muốn lấy, con lại nói không được lấy. Thế rồi con lại con cũng muốn hỏi những vấn đề đi giúp mà thầy, con đi về rồi mà bây giờ con gặp thầy hay là con phải đi về, bây giờ thầy đang gặp thì còn hai người đợi thầy nữa. À vậy trời tối rồi mà chờ gì? Dạ thì thầy có thể giải quyết cho cô này cái gì á, cái bệnh gì kỳ lạ nè, bởi vì cái này cái bệnh kỳ lạ, cái tu làm gì mà nó phải là cái bệnh kỳ lạ vậy? Thành ra đây là cái bệnh rồi, còn mấy người kia cái có cái gì nữa không? Có cô niệm văn ngồi đợi thầy, bởi vì chờ là 5:00 thầy có vắng tắt trong 20 phút hoặc 10 phút để còn thời gian. Cái này quá trời, với cái bệnh gì mà quá tai vậy nè. Ừ. Dạ. À bây giờ để con bây giờ như thế này nè. À, để cái tập này thầy sẽ đọc hết cho thầy mới coi tới cái bệnh gì, nhưng mà hiện giờ nó đó là những cái thọ hành của con do tu tập hai pháp, cho nên cái thọ hành nó đánh con nhiều đó con. Cho nên con xả ra con nghỉ đi, con đừng có tu nữa. Con xả ra nghỉ, con chỉ thanh thản an lạc tương tự thôi. Còn khi nào mà các cọ nó đến con thì con tác ý con đuổi nó thôi, có vậy thôi, chứ con đừng có tập trung. Con không có tập trung nữa, xin chào. Con chỉ ngồi đó. Hoặc là con đi, con thấy nó buồn ngủ quá, con đi nằm nghỉ, con phục hồi để lại bằng cách thức đó thôi. Để cho nó phục hồi, thích, đó là cái cảm giọ thọ hành của con mà nó bị như vậy thôi, chứ không có gì hết. Không? Nhưng mà con thấy nó đậm như là, bây giờ con thấy con lúc nào con cũng thấy được cái tâm của con nó khởi niệm. Không, bây giờ đừng có thấy nữa mà giữ bình thường thôi, nghĩa là bình thường như cái sự kiện nó không có xảy ra gì. Nó tự thấy như con làm bất cứ chuyện gì giờ con thấy, con biết thế thôi, là con đi lau nhà là con làm những chuyện gì, con thấy bất cứ chuyện gì nó sẽ, con làm bất cứ chuyện gì thì con thấy từ cảm thọ, từ tâm của con thấy. Đừng có tập trung trong đó. Nghĩa là con làm cái gì thì con có tập trung qua một cái khác, đừng có để cho nó tập trung vô đó. Nó tự thấy không được, bắt lôi nó ra. Ví dụ như bây giờ, bởi vì con thấy khi mà cái cảm thọ con. À, con có gửi thì con gửi này con. Đó rồi con gửi. Thì cái cảm thọ của con á, con muốn đối trị với cảm thọ con thì con phải nương vào một cái khác, nương vào một cái trạng thái khác, nương vào cánh tay, nương vào cái. Thì cái cảm thọ đó đừng có để ý nó, mà con để ý thì nó lại tăng nhiều lên. Bây giờ thường thường con cứ đi nhà toàn bây giờ con chân con nó lạnh, con cho nó ấm thì con đã biết nó, hiểu không? Nó bật tập trung như đó. Mà nếu mà con không biết, con không cho thì đâu có tập trung được. Con nhớ mình phải nương vào một cái chỗ khác, đừng có ngay cái chỗ đau. Bây giờ nó lạnh qua cái chân con nè, thì con đừng có tập trung trong con tác ý là cái chân con nó nóng lạnh, nó bình thường, nó không có lạnh nè, thấy không? Thì bắt đầu bây giờ con tác ý như vậy thì con ở trong cái hơi thở mà không là con cứ lưu ý nó, mà đừng có chà cái chân. Cho nên trong khi mà dùng cái phương pháp để đối trị nó, cho nên cái bị ngứa thì không có lấy dầu mà tha. Mà mình lấy dầu tha là mình có chú ý nó rồi, thôi không? Mà bây giờ con thấy cái chân con lạnh, con xoa vậy đó là con chú ý cái chân của con rồi. Con đừng có chú ý vô. Cho nên mình đưa nó chỗ khác thì ở đây nó bình phục lại, do cái pháp tác ý nó bình phục lại. Còn mình chú ý vô cái bệnh thì cái tâm mình nó tập trung nó lại tăng, nó không hết. Như không, con nói là cái trạng thọ khác, có mọi trạng thọ như con thấy bây giờ không bị mũi cắn, mà tự nhiên nó cũng ngứa ra đây. Nó không bị mũi cắn, nó ngứa là nó cái cảm thọ của nó. Con cũng thấy bình thường mà con không có tập trung vào nó, con chỉ lo quét sân thôi. À quét sân thì con nhớ, vẫn nhắc, vẫn cứ quét sân là biết quét sân thôi.
nhưng mà lát con cứ lưu ý nó hoài. Tự thấy thì nó ở trong thân con thì nó dính đâu đó, nhưng mà tại vì con có cái sức tập trung nó yếu, nó không có lôi nó ra khỏi. Chẳng hạn bây giờ thầy cái đầu thầy nhức nè, mà thầy tập trung trong cái tay này, thầy chỉ còn biết cánh tay thì cái đầu thầy nó hết nhức. Bây giờ thầy không có lưu ý cái đầu nữa. Còn con đưa tay ra mà biết, cái đầu cũng vẫn biết, thì hai cái này nó đi hàng ha. Con hiểu không? Bởi vì con đã hai cái, nó cái cảm nó phân tâm con là hai cái. Như con vừa con đưa tay ra, con cũng biết đưa tay ra. Còn không nó bị đau quá, con đưa tay ra là có cầm chừng vậy, chứ con cứ lưu ý cái đầu nhất. Thành ra nó nhức cái đầu. Cho nên ví dụ như bây giờ cái chân con lạnh mà con cứ xoa cái chân con dày đó, thì tức là con đã tập trung trong cái chân của con. Nó nói là tập trung cái chân. Còn cứ con tập trung trong cái bệnh của con thì nó lại bệnh nhiều. Đến trưa khi con ngủ dậy thì con thấy nó hết. Nhưng mà lát con tập trung lại thì nó tập trung vô. Nó không có nữa. Vì vậy đó, bởi vì thầy bảo bây giờ mình cũng quên đi. Cho nên ví dụ như người ta thân con thấy người ta bị cảm, người ta sốt, người ta nhức đầu, người ta uống thuốc cảm, nó làm cho người ta ngủ. Nên người ta quên đi, tới chừng người ta mở mắt dậy, người ta thấy con nhức đầu nữa. Đó thì cái phương pháp của người ta là tập trung vào cái chỗ khác để cho cái bệnh đó nó tự phục hồi. Còn mình cứ tập trung vô cái bệnh thì nó càng phát triển. Nó không thế. Bây giờ con thấy 2 ngày rồi con ngồi con thấy cái thoại với lại cái tâm của con á. Sao cái chạy con như người trước nữa. Cái tí của con bây giờ con cái tí là lòng cho làm. Nó hết, nhưng mà nó hết rồi thì nó thấy nó có hiệu quả, nó hết thôi. Nhưng mà bây giờ con phải làm cái, con phải tập trung. Cái khi mà nó không chịu hết á, nó không chịu hết á, tại do mình định có tập trung vô nó ngủ. Còn một lần con tác ý hết á là tại vì nó có cái lực nó đẩy. Còn bữa nay cái lực của nó hơn cái sức tác ý của con, cho nên nó không hết đâu. Mà không hết thì con cứ tập trung trong cái chỗ đó, chỗ lạnh của con. Bây giờ thì nó không còn cái gì nữa hết. Thì nó bây giờ nó bình thường rồi, nhưng mà nó sẽ tái diễn trở lại. Mà tái diễn trở lại thì đừng có tập trung. Cái đó là thuộc về hành tưởng. Cái cảm nhận mà đau đó là thuộc về hành tưởng.